Một năm 365 ngày, khách đến anh em có tiền xài. Sáng làm chiều tối uống lại rài, quanh năm suốt tháng tiền tới tài. Đây, các bạn thấy một con chốc cũng khá là ý nghĩa. Tuy rằng là thơ cùi bắp cùi mía, con cóc con ếch thế này, nhưng mà nó cũng mang cái chứa đựng một ý nghĩa cho mình suy nghĩ ra thôi. Đấy, trước khi mà xem clip thì tặng tất cả anh chị em một bài thơ rất là ngẫu hứng thôi. Cái gương mặt này, gương mặt đẹp của cái thằng khách nguy hiểm này, các bạn thấy không có lạ lùng nữa, rất là quen. Nơi có xuất hiện trên kênh hình như là ít nhất hai lần, hình như là lần thứ ba, một nhân vật nguy hiểm. Đây, trước đây là các hai tập bơ, tập phay, hôm nay đổi lại là các bình thường các bạn. Thì các bạn có thể xem hết clip ha. Cái bướm ủi này là cái cự số 1 3 mm, các bạn. Nói chung là clip này không phay không gì hết, cắt rất là bình thường. Đấy các bạn, tại cái cự này đúng ở chuẩn 3 mm này. Nếu các bạn không có thì cái tông mình đó, các bạn lắp cái cự số 1 3 mm nha, ủi bình thường á, tùy theo mức độ dài ngắn thôi. Và như đầu clip mình có nói đó, đây là clip cắt bình thường thôi nên không có gì đặc biệt, clip này up vui chơi thôi. Tại vì phay bây giờ nó quá nhiều rồi. Cũng có một số bạn yêu cầu là hôm nào có rảnh có thời gian thì làm clip mà cắt bằng cử, không phay nó như thế nào đấy. Thì đây hôm nay có cơ hội thì clip này rất rõ ràng ha, nó cũng nó không có full nhưng mà nó gần như là những cái chính nó nằm ở trong này rồi. Clip này nói chung là nó quá đơn giản mà một số người có thể là xem và chán đây. Nhưng mà mình thấy nó có gì nó cũng hay hay xíu nên mình up các bạn. Nếu mà không có gì đúng, không bị sai, ý nếu mà không có gì mà không đúng các bạn bỏ qua cho mình ha. Thì lâu lâu cũng đổi gió. Đấy các bạn, giả sử một kiểu tóc nếu mà mình để hoài nó cũng thấy nó không gì mới mẻ, có quyền đổi. Khách hàng người ta có quyền thay đổi, nếu mà người ta lại mình thì mình có thể mình tư vấn với người ta thay đổi cái gì nó cho nó mới mới lạ lạ đi, rất là bình thường. Nói chung là nó gom lại là đơn giản lịch sự là được rồi. Khi mà cái cử với cái củi gì trời, nói cái lẹo lưỡi già, cái cử các bạn ủi như thế này nè thì các bạn sẽ phát hiện ra là giả sử như chỗ lồi chỗ lõm gì đó thì nó ăn vẫn là 3 mm thôi. Những mà chỗ mà thịt nó lồi ra thì cái tóc nó ăn đúng 3 mm, hoặc giả là sẽ thấp hơn, nhưng mà theo mình nghĩ là nó đúng. Còn những chỗ mà thịt mà nó bị hóp vô đó thì các bạn thấy chắc chắn những chỗ đó nó sẽ đen ha. Và có một điều dĩ nhiên, những chỗ đó tóc nó sẽ còn thấy nó dài hơn ta. Đây các bạn thấy đại khái trong màn hình này, nhỏ các bạn hiện giờ đó. Giờ ủi đi ủi là ủi tới sáng giờ nó cũng vậy, nên giờ cái này nguyên bản mà không chỉnh sửa luôn, chỉ có chỉnh cái phần chân một chút thôi, cái phần chân tóc ở dưới đó, ở sau gáy đó. Cái này dành cho một số anh em nào mà người ta không, người ta thích sát nhưng mà không có trắng quá, và đặc biệt là người ta không có chịu phay đấy, thì các bạn thấy ủi như thế này. Nói chung là cái này nó rất là đa dạng, rất là phổ biến chứ. Đúng rồi, rất là phổ biến đó với mọi người. Thấy nó cũng khá lịch sự nữa chứ nó không có gì ha. Thì các bạn có đặt tâm đơ, các bạn ủi lên đến cái mức nào mà các bạn cần đó thì cứ ủi lên tới đó đi, còn cái phần trên thì một tí nữa mình sẽ kê lược, mình cắt cái phần đó sao. Đấy, còn ở phần trên đây. Phần kề lực cắt bo cho nó tròn hay là vuông vậy đó thì tùy người ta ha. Và tùy theo cái chất đầu, cái chất tóc chứ quên. Đây các bạn có thể liếc qua màn ảnh, các bạn thấy có thể cái thằng khách nguy hiểm này nó đang cười. Để có nghĩa là đồng ý rồi này. Nếu nó không đồng ý nãy giờ mình không có quay được clip này đâu.
Như từ đầu mình có nói là clip này nó quá đơn giản nên mình nghĩ là có thể là ai cũng làm, ai mà làm thợ tóc thì cũng có thể làm được hết. Vậy là up cho vui thôi. Mình từng nói rồi, cảm ơn tất cả những anh chị em ha đã quan tâm và ủng hộ mình trong cái thời gian qua. Thì mình hy vọng cái sự quan tâm nó sẽ kéo dài. Và với trong khả năng mình đó, mình làm được tới đâu mình sẽ chia sẻ hết tới đó, mọi người cứ yên tâm. Lúc trước thì cũng có một số thắc mắc là chia sẻ cách nhuộm về tông màu này nọ, mình cũng có trả lời rồi. Và sau này anh em cũng biết hết rồi, mình không có nhuộm. Nếu mà có thì các bạn cũng khỏi lo vấn đề đó, có là mình làm hết. Các bạn sẽ thấy cái phần bát ha, cái phần bát còn giá là cái phần mai đó, anh em mình ngoài ta gọi là phần mai đấy. Thì đại đa số mình thấy cái phần lớn rất là nhiều cái phần bát, một bên dày bên thưa, giá là bên dài bên ngắn. Và để ý những người mà thường thường mà có râu bó hàm đó, giá là râu quai nón cũng là một cách gọi chung thôi, thì thường thường là không đều, đặc biệt với người Việt Nam mình. Còn người bên nước ngoài đó thì mình thấy hình như là họ đều nhiều hơn là không đều. Còn riêng về Việt Nam mình là không đều nhiều hơn đều. Nhiều khi muốn để râu quai nón mà giờ nó cũng khó. Đây như phần trên này các bạn cứ nếu mà các bạn quen tay hay là nhuần nhuyễn như thế nào đó, mình cứ ủi thẳng lên. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc cũng phải cày lược lại một phần ha. Chứ nếu mà để không thì nó sẽ khó. Mình nói vậy không có nghĩa là bắt buộc phải cày lược. Các bạn có thể ủi như thế nào đó mà nó bo tròn vuông hay là như thế nào đó, như góc độ mình nói lúc đầu là được rồi. Các bạn thấy một cái tóc á, nó biến đổi được rất là nhiều kiểu. Và có một số cái tóc á, nó chỉ có một và một thôi, không biến đổi được gì. Nhưng biến đổi được nhưng mà biến đổi lên coi không được, biến đổi làm gì. Mình chắc chắn mọi người sẽ thấy ít nhất một cái trường hợp nó như thế, là có một số cái đầu tóc của khách hàng người ta đó là thực chất là muốn thay đổi kiểu cũng không biết sao thay luôn. Tại vì khi mình định hình ra cái chất tóc và cái dáng dấp khuôn mặt hay cái form đầu đó thì thay đổi không được, thay đổi rất là xấu. Vì bằng gì thay đổi làm gì? Đây các bạn có thấy, có thể nhìn cái phía các bạn nhìn vô màn ảnh, các bạn có thể thấy đó là sẽ với cái góc độ với cái đầu này là cái tóc này sẽ bo tròn ha. Đây nhìn xíu tóc nó chìa lên đó, thì các bạn cứ vuốt đi cho nó đều lại này. Một chút nữa các bạn sẽ để ý về những cái có một cái phần tóc nó như thế này. Đây. Chỉ ít phút nữa các bạn sẽ thấy ngay. Thì mình nghĩ cái điều này mình nói nó hơi thừa, nhưng mà mình nghĩ có lẽ là một số anh chị em sẽ còn bỡ ngỡ, mình nghĩ là một số thôi. Về cái phần mà ngay cái phần tóc mà ngay cái sái á. Cái sái ai cũng có hết ha, người một sái, hai sái, ba sái, thậm chí có 4 5 sái luôn. 4 năm mình chưa gặp, mình gặp mới có 3. Đây các bạn thấy cái góc độ này, các bạn thấy là nó vẫn cái tóc ngay chỗ sái đấy, là nó vẫn còn dài hơn ta. Nhưng mà thực chất nó đang ngắn. Nó đang ngắn chứ không phải là nó dài ha, nhưng mà mình nhìn nó dài đấy. Nhưng mà thực chất là nó đang ngắn thôi. Những cái tóc mà để kiểu chải trên đỉnh đầu đó mà để dài đó thì đó mình không có nói rồi, nhưng mà những cái trường hợp mà ngắn như thế này, hoặc giả là ngắn nó dài một tí nữa, các bạn sẽ phát hiện ra một điều, nó đây nó như thế này. Đây các bạn thấy thực tế là đây rất là rõ ràng nè, đây cái phần tóc nó đang đang dịnh nè các bạn thấy. Đây so hai bên ha, nó tỷ lệ nó hình như là 1/2 luôn, là nó gấp đôi đấy. Ngay cái sái thì các bạn thấy là lúc nào cái sợi tóc nó cũng đứng lên hết và bắt buộc nó sẽ ngắn hơn ta. Còn phần bên cạnh nó bền đó thì nó dài hơn ta, nhưng mà nó nằm. Thì các bạn cái điều đó mình ăn gian ha, cho dù cái phần sái nó đang ngắn đó mình vẫn ăn gian làm sao cho nó tròn.
tùy theo mình cắt cái kiểu nào. Để các bạn cứ để ý đi. Để còn cái phần trên đơn tỉa đó, đang chiết lại đó, thì nếu mà dày quá thì các bạn có thể chiết lại, hoặc giả có thể không thì tùy theo cái các bạn định hình cái tóc nó lên nó như thế nào. Còn giờ cái phần sái mà mình nói đến lúc nào mà những cái cắt những cái phơm ngắn như thế này đó, thì nếu mà mình để mà cái chiều dài mà giả sử như các bạn xem mà vài giây trước đó, mà để mà hai bên nó đồng thì chắc chắn cái phần sái nó sẽ nhô lên, nó nhọn lên, nó rất là xấu. Bắt buộc mình phải ăn gian, ăn gian xuống cho nó đều với người ta, và lúc đó chắc chắn nó sẽ ngắn hơn ta, nhưng mà nó đều ha. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn là nếu các bạn mà để mà giả sử mà tóc ở trên đỉnh đầu là nó đều đều hết, thì nó sẽ có một cái hiện tượng xuất hiện đó là dài ra. Thì cái đó riêng của mình thôi, mình nghĩ chắc anh chị em cũng biết rồi, cái điều đó rất là rõ nè. Còn cái phần mái này các bạn thấy nè, phần mái nó đang quất lên, và với trường hợp mình cắt ngắn thì không có để quất lên được. Thì cái cử mà đang ủi đó các bạn thấy, nó là cử 4 mm đấy. Giờ ghi âm đây là đồ dẹp hết, giờ 4 mm không biết nhiêu. Ê, cử số 4 chứ quên. Sorry, cử số 4 là hình như nó 16 mm, không biết, quên. Gây 4, 3, 12. À, đúng rồi, 12 chứ 16 gì. Số 1 là 3 rồi, 4, 3, 12. Để các bạn có thể nghe được tiếng cái con dây sầu nó kêu nè. Mùa hè đến, dê sầu kêu dê dê, mùa hè đi dê sầu hết kêu. Mùa hè sắp qua rồi, còn chưa tới một tháng là tụ trường nữa. Còn bằng bấm viền các bạn thấy nó quá quen thuộc rồi. Dê nín đi, ra tay ghi âm mà nghe cái cắt âm thanh buồn bã lên suốt, không biết. Để thay vì các bạn có thể thắc mắc là tại sao mà cái bước mà lắp cái cử số 4 mà ủi xuống cái phần máy đó, mà tại sao mà không ủi lên. Các bạn thì ủi lên cũng được thôi, nhưng mà ủi xuống thì mình nghĩ là nó sẽ an toàn hơn. Thì cái đó do cách mỗi người thôi ha, chứ không bắt buộc các bạn phải ủi xuống như mình. Nhưng mà lắp cử cũng được, mà kê lược cũng được, nếu không cần không kê lược cũng được thôi, nhưng mà lắp cử thì cái mức độ an toàn nó sẽ rất là cao. Về cái phần bát này, các bạn sẽ phát hiện ra một điều là ở chỗ cái dành lỗ tai đấy, ở ngay cái mí trên dành lỗ tai các bạn thấy là nó trống một lỗ ha, đấy là không phải phạm mà là do cái chân tóc ha. Mà ngộ cái trường hợp này hai bên chân tóc này rang luôn. Bây giờ mình hình dung đi, nếu mà ta nói cạo mà tròn cái dành lỗ tai này á, mà lấy theo cái chiều chân tóc mà nó đang bị trống, thì cái dành này nó rất là rộng luôn, nên một chút nữa mình sẽ lấy nó gùng lại một tí. Thì đó do mọi người thôi, mọi người nếu mà muốn lấy tròn thì cứ việc lấy thẳng lên không có gì. Còn nếu không thì gùng nhìn trong clip này cũng không mất mát gì ha. Khách hàng ta đâu phát hiện đâu sợ. Bà biết người ta thấy nhìn ở, ta nhìn trên hai bên chứ sao được, sao ta nhìn đến diện của tay được. Mà mình cũng nói là nó chơi thôi, chứ thực chất những trường hợp này nếu mà mình gùng xuống mà nó còn một lỗ nhỏ, một lỗ trống nhỏ, các bạn có thể giải thích với khách hàng ta. Ừ, cái trường hợp anh nó vậy đó. Người ta không có bỡ ngỡ khi mà giả sử như đi cà phê hay nhậu nhẹt với bạn bè đó, nó mất lỗ này nọ đó. Đấy, có đó người ta có thể giải thích được, người ta không có trách mình. Để các bạn thấy rất là rõ ha, mình sẽ gùng lại này. Đi lên trên nó rất là rộng. Còn cái bát cũng vậy, tại vì cái này nói chung là ủi rất là bình thường, nên cái bát là đây cạo các bạn thấy là sẽ chừa dài cạo cho nó thon nhỏ xuống ha. Một số anh chị em sẽ thắc mắc là tại sao mà gom cái bát vô nhỏ quá rồi ít bữa nó ra nó xấu, cho các bạn yên tâm ha. Không, nói chung là tóc này mình thử rất là nhiều kiểu rồi. Trước khi mà lập cái kênh trước thì cái tóc này mình cũng cắt nói chung là mối rất là lâu rồi, và cũng từng cạo bát như vậy. Và cái hệ lụy mà một số người sẽ nghĩ là nó ra xấu, các bạn yên tâm ha, chuyện đó nó không ảnh hưởng gì hết. Nếu mà các bạn để ý cái trước khi mà bấm viền đối với cái phần cái tóc này, đặc biệt là cái bát, các bạn thấy cái độ cong của nó là nó gần như là nó sâu, cái góc độ nó sâu hơn, chứ không phải mà cái co nó không có, mà mình ăn gian vô như thế này thì nó ra nó xấu, còn mình ăn gian vô một tí thôi. Nhằm trường hợp các bạn thấy nó như thế này nó đẹp hơn.
Còn một số trường hợp thì cái co nó có chút xíu thôi, cái co nó vô thì chỉ chỗ cái chỗ góc nhọn từ ở trên cán mà bấm cái đường thẳng xuống đó, bắt đầu tính từ cái góc nhọn ở dưới, các bạn thấy có một số trường hợp là nó cong vô có tí xíu thôi. Những trường hợp đó rất là khó, nếu mà ăn da nhiều vô tóc nó ra, đó trường hợp tóc nó ra nó xấu đúng. Nhưng mà nếu cắt phay thì không có chuyện gì, còn nếu mà hất chải hay là hất bát xanh thì chấp nhận thôi. Đây các bạn thấy một lỗ trống rõ ràng ha, để gùng lại thôi chứ không có cái gì. Đấy, các bạn nhớ subscribe cái kênh các bạn để xem những video mới nhất và sớm nhất. Like và share để ủng hộ mình nè các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người. Đây cái tình trạng cuối cùng các bạn thấy có một sự gian lận ở trong cái tóc này. Đấy, có một sự gian lận ha. Các bạn né né ra để anh em này thể hiện cái nhân vật nguy hiểm của năm đây. Đấy, có một sự gian lận ở trong tóc này, mình nhắc lại ha. Rồi. Cảm ơn tất cả anh em cũng như mọi người đã quan tâm theo dõi cái clip này. Clip này nó rất là đơn giản thôi. Xem mình xả stress thôi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.